Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Như các bạn đã biết, hóc xương cá là gây cho chúng ta cảm giác rất là khó chịu và thậm chí rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu chúng ta không can thiệp kịp thời. Vậy làm cách nào để chúng ta gỡ được những xương cá ra? Các bạn chú ý làm theo hướng dẫn của mình nha. Một số người thường có cái thói quen khi bị hóc xương cá đó là nhai một miếng cơm to và nuốt, hoặc là chúng ta dùng tay chúng ta móc họng móc xương cá ra. Làm như vậy thực ra là rất là nguy hiểm, bởi vì là khi mà gây phản xạ nuốt như thế thì nó không những làm cho xương cá, không những là lấy được xương cá ra mà còn làm cho xương cá mắc sâu hơn. Thì khi bị mắc xương cá, đặc biệt là các bạn có thể áp dụng một cách sau đây nhé. Các bạn có thể lấy một viên vitamin C, chúng ta ngậm từ từ và nuốt cái nước viên vitamin C đó. Vitamin C nó là một cái chất chua, nó có thể làm mềm xương cá, đặc biệt là những cái xương cá nhỏ, nó mềm xương cá ra và xương cá sẽ từ từ tuột ra và cổ họng ta. Hoặc ngoài ra, các bạn không có viên vitamin C, các bạn có thể ngậm miếng chanh hoặc là cam gì đó, đại khái là những cái gì chua. Thì những chất chua sẽ làm cho xương cá mềm ra và trôi ra khỏi cổ ta một cách an toàn. Cách thứ hai mà các bạn có thể áp dụng đó là các bạn lấy quả chám tươi đấy, các bạn mài ra và hòa với nước uống. Nước của quả chám này sẽ làm cho xương cá tan ra một cách nhanh chóng. Cách tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng đó là nhét tỏi vào lỗ mũi. Các bạn lấy một nhánh tỏi khô đấy, các bạn bóc vỏ đi và chúng ta xác định xem xương cá bị hóc ở bên nào. Và nếu như mà hóc ở bên này, chúng ta hóc ở bên phải, các bạn nhét nhánh tỏi vào lỗ mũi và dùng tay kia bịt mũi bên này lại, và các bạn có thể thở bằng miệng một lúc, thở bằng miệng 1-2 phút thì nó sẽ nôn ra và xương cá sẽ theo đó mà ra ngoài. Trong trường hợp mà bị hóc ở bên này, các bạn có thể nhét tỏi vào lỗ mũi ở bên phải, và sau đó chúng ta dùng một tay kia bịt lỗ mũi này lại và thở bằng miệng, thì một lúc sau nó sẽ nôn ra và xương cá cũng theo đó mà ra ngoài. Vừa rồi thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo để chữa hóc xương cá nhỏ. Các bạn chú ý nhé, đây là chỉ là chữa với những xương cá nó nhỏ thôi, còn đối với những xương cá to thì rất là khó để ra được. Nếu mà chúng ta bị hóc xương cá to mà hóc sâu thì các bạn hãy nhanh chóng tới ngay bệnh viện để các bác sĩ có thể can thiệp kịp thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy lưu lại và chia sẻ cho bạn bè được biết. Và nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.